Ok, xin chào mừng quý anh chị đến với kênh đầu tư chứng khoán của WT Stock. Thì đầu tiên anh chị đăng ký kênh và thích những cái video để mình nhận được những cái thông báo về nhận định thị trường sớm nhất. Thì xin tự giới thiệu, em là Jack, là nhân viên tư vấn chứng khoán tại VPS. Nếu như anh chị đã có tài khoản hoặc là chưa có tài khoản muốn đồng hành với em ở room Super VIP thì có thể liên hệ với em ở số điện thoại Zalo ở bên dưới. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau mà phân tích thị trường nhé. Hôm nay VN Index đóng nến ở 1.476, chỉ giảm 0.19 điểm và dòng tiền vẫn tiếp tục trong thị trường với 194 mã tăng, 44 mã dự tham chiếu, 265 mã đỏ. Còn những mã tác động tới index là có HPG, BCM, DIG, Novaland, HSG, Masan và bên chiều giảm lại có STB, SHB, Vietcombank, GVR. Chủ yếu là hôm nay góp phần kéo chỉ số giảm là những cổ phiếu ngân hàng. Còn hôm nay tâm điểm của thị trường đó là cổ phiếu thép. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau mà phân tích kỹ hơn. Về đồ thị, hôm nay VN Index có một cái nến Doji thể hiện là hai bên cung cầu gặp nhau. Đồng thời khi mà thị trường tiến quá nhanh từ vùng 1.400 lên 1.480 chỉ vỏn vẹn trong 7 phiên giao dịch, thì đương nhiên là sẽ có những áp lực của những nhà đầu tư nào họ bắt ở những cái phiên này. Những cái phiên này họ chốt lãi. Đồng thời khi VN Index tiến quá nhanh, không có một cái nền thì đương nhiên không thể đi xa và bền vững. Về quan điểm của em, VN Index sẽ tiếp tục đi ngang quanh trong cái biên 1.460, tích cực hơn thì từ 1.406x đến 1.480, và khối lượng ở đây phải có sự nhỏ giọt. Nhỏ giọt ở đây là gì? Là nó không quá đột biến như những cái phiên giao dịch trước đó. Vì á, khi nếu nó giống giai đoạn này nè, nếu như thị trường cân bằng và với khối lượng thấp thì dư địa nó sẽ còn. Còn nếu như thanh khoản quá cao, quá đột biến thì đương nhiên là mình không biết bên trong tổ chức họ làm gì. Rồi, sáng nay khi mà thị trường tăng, nó đã mở một cái gap quanh từ một vùng 1.463, thì khi mà thị trường mở gap sẽ có xu hướng lắp lại. Tuy nhiên, khi nào thị trường lắp thì mình còn phải quan sát trong phiên. Bởi vì sao? Bởi vì tâm lý đám đông. Nếu như tâm lý đám đông ổn định thì có thể thị trường nó không lắp gap và bước tiếp. Còn nếu như sau cái cuộc họp Fed, vào kết quả của ngày hôm nay và ngày mai, sau khi Fed ra kết quả thì có thể tâm lý đám đông sẽ sợ hãi và họ bán. Và khi cái lực bán nó được tung ra thì thị trường nó sẽ quay về 1.463 đến 1.460 để mà lắp chọn cái gap, và thị trường nó sẽ cân bằng. Với kịch bản tích cực nha, kịch bản tích cực của em thì thị trường nó sẽ cân bằng biến độ hẹp, rồi có một phiên bứt tốc khỏi 1.500 với sự dẫn dắt của các dòng xương sống như là băng chứng thép. Đầu tiên thì trong tuần này có 3 sự kiện lớn. Thứ nhất là cuộc họp của Fed. Thứ hai là đáo hạn phái sinh vào ngày thứ năm. Cuối cùng là quỹ cơ cấu. Và bây giờ mình cùng nhau bóc tách về những lần lượt những cái sự kiện đó. Đầu tiên về cuộc họp của Fed. Như anh chị đã biết á, thì tình hình lạm phát hiện tại khá là cao. Và buộc Fed nó phải có những cái chính sách để mà ngăn chặn cái sự lạm phát đó. Em nhớ vào hồi tháng 9, sau khi mà có thông tin về cuộc họp của Fed, nhà đầu tư lại tiếp tục lo sợ là Fed nó sẽ nâng lãi suất và dòng tiền nó sẽ rút ra khỏi thị trường, kéo về nước Mỹ. Khi đó, nhà đầu tư lần lượt sợ hãi bán ra. Rồi sau khi kết quả, thì Fed tiếp tục không điều chỉnh lãi suất. Đã là lần thứ 10, thứ 11 Fed không điều chỉnh lãi suất. Nó chỉ đi ngang trong biên độ từ 0 đến 0,25%. Với biến chủng của COVID mới hiện nay á, thì em nghĩ là Fed nó vẫn giữ cái lãi suất lần này để cho kinh tế ổn định. Rồi sau đó khi mà kinh tế ổn định, dòng tiền bắt đầu được tạo ra nhiều hơn, thì Fed nó sẽ nâng hai lần. Dự kiến nha, dự kiến sẽ có hai đợt nâng lãi suất vào năm 2022 và lần cuối là năm 2023. Và khi Fed nâng lãi suất không bao giờ mà nó nâng một lần mà tăng vài phần trăm,
thường nó sẽ nâng từ từ để cho thị trường ổn định và tránh biến động. Ở đây nè, ông Powell và các quan chức Fed bày tỏ tin tưởng rằng lạm phát sẽ giảm bớt khi nền kinh tế Mỹ đạt tốc độ ổn định hơn. Ông nhấn mạnh Fed sẽ là tất cả những gì có thể để hỗ trợ nền kinh tế của chúng ta. Chừng nào phục hồi hoàn toàn, Ngân hàng Trung ương Mỹ sẵn sàng chấp nhận cái giá lạm phát tăng cao trong một giai đoạn nhất định với sự hy vọng đưa người lao động trở lại công việc. Đó. Thì em có một cái góc nhìn đối với cuộc họp của Fed nè. Khi thị trường, nếu như trường hợp xấu là Fed nó tăng lãi suất, đương nhiên thị trường, tất cả thị trường tài chính sẽ có biến động. Thì hôm nay á, sau khi mà nhà đầu tư lo sợ, kể cả những cái thị trường tài chính khác với các thị trường chứng khoán như Dow Jones, S&P 500 thì có sự sụt giảm nhẹ vì họ lo sợ là Fed sẽ tăng lãi suất, dòng tiền bắt đầu rút ra. Nhưng mà khi mà Fed tăng lãi suất thì nhà đầu tư sẽ tìm kiếm những kênh đầu tư hấp dẫn để mà có thể chống lại cái sự là mất giá của đồng tiền. Thì anh chị nghĩ nè, ngoài vàng còn những kênh đầu tư nào? Trái phiếu và cổ phiếu. Thì dòng tiền sau khi mà ảnh hưởng bởi những cái tin lãi suất vẫn sẽ tiếp tục quay trở lại thị trường. Đó là quan điểm cá nhân của em về cái tiềm năng của thị trường tài chính. Rồi, sau khi mà nhà đầu tư sợ Fed tăng lãi suất, giá vàng hôm nay có một cái sự tăng đột biến. Giá vàng thế giới tăng trước phiên họp của Fed nè. Đó, chứng tỏ là gì? Tâm lý nhà đầu tư còn đang rất là hoang mang. Vì vậy, biên độ dao động thị trường lúc này có thể sẽ liên tục có những cái pha tàu lượng trong phiên kéo lên và đạp xuống để làm gì? Để rũ bỏ sạch nhà đầu tư. Rồi. Kế tiếp là gì? Các dự báo về sau cuộc họp của Fed á, thì Fed cũng sẽ công bố các dự báo kinh tế và chính sách cập nhật tại cuộc họp lần này và lộ trình điều chỉnh lãi suất của ngân hàng có thể bao gồm hai lần tăng vào năm 2022, tiếp theo là ba lần nâng lãi suất vào năm 2023. À, em xin lỗi, hồi nãy em nói nhầm. Hai lần tăng lãi suất vào năm 2022 và ba lần nâng lãi suất vào năm 2023, và đây chỉ là dự kiến. Những cái dự kiến thì chưa có công bố chính thức, vì vậy anh chị cũng không nên quá hoang mang về thị trường. Giống như Fed đã có 10 đến 11 lần không tăng lãi suất, giữ nguyên từ mức 0 đến 0,25. Rồi, sau khi mình phân tích bóc tách về sự kiện cuộc họp của Fed về tăng lãi suất hay không, thì anh chị chốt lại vấn đề là gì? Dòng tiền sẽ tiếp tục tìm kiếm những kênh đầu tư hấp dẫn để tránh sự mất giá của đồng đô hoặc là VND. Thì đương nhiên á, khi mà Fed nó ra những cái tin đó thì khối ngoại, những cái dòng vốn của FDI sẽ thay đổi. Có thể là nó sẽ không đổ dồn vào thị trường châu Á vào thời điểm hiện tại, nhưng khi mà mặt bằng chung ổn định thì sẽ thu hút lại được những cái nguồn vốn FDI trở lại. Rồi, kế tiếp là gì? Đáo hạn phái sinh. Thì em trong cái video lần trước, nếu như anh chị chưa xem thì có thể đăng ký kênh WT Stock để có một cái góc nhìn mới. Về đáo hạn phái sinh, em cũng đã làm một cái video nói rõ hơn. Trend xu hướng của thị trường là trend tăng. Những phiên giảm điểm chính là cơ hội thay máu nhà đầu tư để bước vào một xu thế mới. Thì liệu đáo hạn phái sinh tổ chức cầm vị thế lon hay sọt thì mình hoàn toàn không biết. Mình chỉ là những nhà đầu tư nhỏ lẻ, mình đừng bao giờ mình đoán. Trên thị trường này, trên kinh nghiệm của em thì mình không thể nào mình biết được tổ chức nó cầm vị thế nào hết. Mình phải quan sát trong phiên và mình xem những cái biến động đó để mình có những cái kịch bản cũng như là những cái chiến lược phù hợp. Thì quan điểm của em về thị trường sẽ tiếp tục đi ngang sideways và đến đáo hạn phái sinh có thể là nó sẽ rũ một nhịp để mà lắp cái gáp, sau đó kéo giật ngược lên và có một phiên và có thể là tuần sau khi mà thị trường cân bằng ổn định thì có thể là bứt 1.500. Còn đối với sự kiện thứ ba đó là hai quỹ cơ cấu, thì thường á, quỹ cơ cấu nó sẽ cơ cấu vào cuối phiên ATC để làm gì? Để tránh làm nhiễu loạn cái giá của cổ phiếu. Vào thứ sáu cuối tuần này, 17 tháng 12, thì hai quỹ FTSE Việt Nam ETF và VNM ETF sẽ hoàn tất cơ cấu danh mục của mình. Theo dự báo của công ty chứng khoán Bảo Việt, FTSE sẽ thêm 3 cổ phiếu mới là Đạm Phú Mỹ,
DGC, DIG vào danh mục trong kỳ cơ cấu lần này với tỷ trọng là 1,31%, 1,86% và 2,19%, trong khi không loại ra bất kỳ cổ phiếu nào. Rồi, với tỷ trọng trên thì ước tính FTSE Việt Nam ETF sẽ mua vào 2,2 triệu cổ phiếu DBM, 1,1 triệu cổ phiếu DGC và 2,9 triệu cổ phiếu DIG trong kỳ cơ cấu của tháng 12. Ở chiều ngược lại, quỹ FTSE Việt Nam ETF có thể bán giảm tỷ trọng các cổ phiếu lớn như HPG, VRE, Vinhomes. Thì anh chị để ý nè, thường á những quỹ trong giai đoạn gần đây á, họ chủ yếu là họ bán ròng HPG, VRE, Vinhomes, bởi vì những cái cổ phiếu này là những cổ phiếu quốc dân và cái số lượng cổ phiếu pha loãng lớn, nên là họ muốn cô đặt lại, họ muốn tìm kiếm những cổ phiếu cô đặt để họ dễ sinh lợi nhuận hơn. Vì khi nếu như nhà đầu tư cầm quá nhiều thì cổ phiếu nặng tàu khó mà có thể bứt mạnh, nên là những cái việc điều chỉnh và những cái nhịp mà loại bỏ ra khỏi quỹ này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Tại vì sao? Tại vì những cái nguồn vốn FDI nó chỉ là một phần đối với thị trường tài chính. Trong bất kỳ thị trường tài chính nào cũng có rất là nhiều tổ chức lớn, có thể tổ chức này họ bán nhưng mà tổ chức khác họ gom. Vì vậy những cái thông tin này chỉ là mình mang tính chất tham khảo. Rồi, với MVIS Việt Nam Index, công ty chứng khoán Bưu Việt dự báo chỉ số này sẽ không thêm mới cũng như là loại cổ phiếu Việt Nam nào khỏi danh mục. Hiện tại cổ phiếu Việt Nam đang chiếm khoảng 75% tỷ trọng danh mục của chỉ số cũng như quỹ VNM ETF. Chứng tỏ là gì? À, là mặt bằng chung về thị trường tài chính của Việt Nam vẫn đang được khối ngoại họ để ý và thu hút được dòng tiền. Rồi, sau đó là bây giờ mình đã cùng nhau phân tích ba sự kiện lớn của thị trường trong tuần này. Rồi bây giờ mình sẽ phân tích về chuyên sâu hơn về gì? Về những cổ phiếu và những diễn biến trong hôm nay. Thì trong những cái video nhận định trước em cũng có nói là anh chị đừng có bán thép nữa, vì xác suất 80 đến 90% á là nó đã tạo đáy rồi. Nếu như mình bán rất là dễ rơi vào nhịp lỗ kép. Anh chị có thể xem những cái video trước á, em cũng có nói nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Đó, thì hôm nay thép nhà tôi đãi như thế đó. Hôm nay phiên giao dịch dòng tiền có sự quay trở lại với những nhóm gì? Trụ cột xương sống. Ở đây là 35 triệu cổ phiếu. Ở đây nhỏ lẻ họ không có số tiền lớn để mà gom ở vùng này. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị nghĩ nè, cái giai đoạn này á, nhỏ lẻ nó đã chán rồi. Thử hỏi nhà đầu tư nào chán mà dám gom vào khối lượng lớn như vậy? Chỉ có gì? Chỉ có tổ chức gom. Và khi hôm nay là phiên bật tăng của HPG 2,47%, trong phiên có khi lên 5%, em có nhắn với room khách hàng hôm nay HPG bật tăng khá là tốt, anh chị cứ giữ, mình chờ chờ thêm, quan sát thêm. Thì hôm nay khi mà nó tiệm cận về quanh 49 nè, thì ở đây là như thế nào? Có một lượng nhà đầu tư họ kẹp, họ hòa vốn, họ bán ra. Vậy cổ phiếu có xấu không em? Thì quan điểm của em trong những video trước cũng đã nói rất nhiều, dòng thép sẽ tạo thêm khả năng sẽ tạo thêm một cái vai bên phải ở đây và có một phiên bứt phá mạnh mẽ để chi, để kéo thị trường lên, và lúc đó dòng thép nó sẽ tiệm cận test lại đỉnh. Rồi kế tiếp là HSG. HSG hôm nay tăng trần. Em ơi, tại sao hôm nay HSG nó tăng khỏe quá, nó tăng khỏe hơn HPG mà trong những video trước em lại chọn HPG? Rồi anh chị thấy nè, khi HSG nó giảm, nó cũng giảm sâu, nó giảm sâu hơn HPG, thì đương nhiên khi cái quá trình lên nó phải lên nhanh. Và khi nè cái phiên này của HSG nó chưa có thật sự gọi là gì, gặp lại những nhà đầu tư hòa vốn trên đây, thì đương nhiên áp lực bán nó sẽ chưa có quá mạnh. Anh chị xem HPG. HPG thì nó bật tăng về ngay được cái vùng nhà đầu tư kẹp hàng như đây, thành ra nó bị lực bán ngược lại. Còn HSG và Nam Kim vẫn chưa có. Ở đây là chưa gặp một cái lực bán thực sự. Thì phiên giao dịch ngày mai, ngày mốt thì có thể dòng thép nó sẽ chững lại, khi mà tiệm cận những cái vùng đỉnh nó sẽ tích lũy đi ngang chững lại. Về điểm mua của dòng thép thì nó đã qua. Nếu như anh chị có thép thì mình cầm, mình nắm giữ để chờ xem những cái phiên kế tiếp á nó vận động như thế nào, rồi mình có một cái chiến lược cũng như là một cái cách xử lý phù hợp. Kế tiếp là Nam Kim. Nam Kim thì hôm nay bật tăng khá là tốt, dòng tiền bắt đầu quay trở lại nha. Trước mắt thì nó sẽ về 44 để mà test lại. Nếu như về 44 mà nhà đầu tư nhỏ lẻ đeo bám nhiều, đương nhiên nó sẽ rủ thêm một nhịp nữa. Rồi, sau khi đi vào dòng tâm điểm là dòng thép,
Mình sẽ đi kế tiếp đó là dòng ngân hàng. À, hôm nay có sự bật tăng của nhóm ngân hàng khá là ổn. Đầu tiên Techcombank. Techcombank trong phiên giao dịch có lúc lên đến 50.8. Khối lượng ở đây bé thì phiên này gọi là phiên mồi chài. À, tại vì sao? Tại vì dòng tiền đó nó chưa đổ mạnh vào liền. Nếu như nha, nếu như dòng tiền hôm nay kéo banh thật sự và nó lại kéo thép thì VN-Index đã bứt được 1.500. Tuy nhiên, tạo lập á, họ muốn để cái chỉ số này quanh dưới 1.500 để phục vụ cho có thể là đáo hạn phái sinh hoặc là cơ cấu quỹ. Nên là họ không kéo băng luôn. Thường á, cái nhóm cổ phiếu ngân hàng nó sẽ chạy chung với thép, băng chứng thép sẽ là thay phiên nhau chạy và băng với thép thường sẽ là chạy chung. À, về dòng ngân hàng á, nó cũng như những cái video trước của em, không quá gì thay đổi. Thì nếu như có thì mình cứ cầm và mình chờ như thế nào, chờ tiến về vùng đỉnh cũ đối với Techcombank là có thể về 54 trong 3 đến 5 phiên giao dịch sắp tới. Tại vì sao? Tại vì ở khối lượng ở đây là cạn rồi, không ai bán nữa, chỉ cần một phiên gì gió đông để mà kéo cổ phiếu bứt lên. Anh chị xem HBG thì cái phiên hôm nay của dòng ngân hàng á, nó giống như cái phiên này của HBG, cũng là gì, cũng là gặp lực bán. À, lực bán ở trên kéo xuống, nhưng qua hôm sau tự nhiên dòng thép bật tăng mạnh. Đó là lý do anh chị phải kiên nhẫn khi mà cầm nắm một cổ phiếu. Mình đã có biết được lỡ ngày mai dòng ngân hàng chạy như thế nào, đúng không? Nên là mình không nên nản, vì á xác suất để mà đạp sâu nữa thì rất là thấp. Nếu như dòng ngân hàng gãy đạp sâu thì thị trường dễ bước vào một cái pha điều chỉnh lớn hoặc có thể là chuyển sang downtrend nha. Và hiện tại á, xu hướng thị trường vẫn là xu hướng tăng thì đương nhiên là mình vẫn kỳ vọng được nhóm ngân hàng về test đỉnh. Kế tiếp là ACB. ACB thì hôm nay là một phiên test cung ha, cũng khá là ổn. Đóng nến doji, cung cầu gặp nhau. Thì khi nào mà nó có một phiên dòng tiền nữa nè, thêm một cây dòng tiền trên 10 triệu cổ phiếu, anh chị tham gia độ rủi ro nó sẽ thấp. Còn hiện tại thì mình đầu tư trung hạn, mình có thể gom dòng ngân hàng ở thời điểm hiện tại. Nếu mà gom em nghĩ là nên chọn Techcombank, nó sẽ ổn hơn vì đặc tính của ACB nó chậm, còn Techcombank thì nó đi khá là sinh mức lợi nhuận, nó sẽ có mức lợi nhuận sinh lợi nhuận của anh chị ổn hơn đối với ACB. Rồi STB. STB thì hôm nay là một phiên gì rũ bỏ nhà đầu tư. Tại vì sao? Tại vì khi mà nó lên quanh cái vùng này nè, không bứt được thì đương nhiên nó phải rũ. Và ở dưới đây là gì? Dưới đây là nền, trên là kháng cự. Thì cổ phiếu nó sẽ như thế nào? Vẫn tiếp tục sideways đi ngang trong cái vùng này. Đó. Nó vẫn tiếp tục ở đây. Khi nào dòng băng chạy sóng thì STB nó sẽ dẫn dẫn sóng. Em nghĩ là STB sẽ là con bực tăng mạnh nếu như là có sóng dòng ngân hàng. Bởi vì ở đây nó có một phiên tiền xác nhận. Và trong quá khứ con STB chạy rất là điên nha. Trong quá khứ nè, nó chạy chỉ mở mắt là chần 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 thôi. Nên là ở đây mình vẫn kỳ vọng được đối với STB. Rồi, Liên Việt Postbank. Thì Liên Việt Postbank hôm nay nó ra tin là bán cổ phiếu ra ngoài công chúng. Thì tin tức nó chỉ là phụ trợ cho việc đánh lên. Ở đây là trên xu hướng vẫn là trên giảm. Nó chỉ mới gì? Mới bứt được thôi. Mới bứt được một pha. Thì có thể là nó sẽ về đây test lại. Rồi đi ngang ở đây. Chờ một cái gió đông để mà bước vào xu hướng mới. Anh chị nếu có thì mình có thể cầm. Mã này cũng đã có một dòng tiền xác nhận rồi nè. Đó. Thì Liên Việt thì nó cũng không có xấu. Nhưng mà kênh xu hướng thì không nên ưu tiên. Nếu mà chọn thì chọn Techcombank. Em nghĩ là nó sẽ ổn hơn đối với Liên Việt. Rồi. Liên Việt này trong quá khứ nó đánh cũng rất là điên nha. Nó đánh là mở mắt là chỉ có chần 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 thôi. Rồi. Sau khi đi qua một vài mã dòng ngân hàng thì em sẽ đi tiếp đó là dòng chứng khoán. Để tránh mất thời gian của anh chị, em sẽ đi sơ một vài mã thôi, vài mã của một ngành để mình có một cái nhìn sơ lược về cái nhóm đó. Rồi nếu như anh chị thắc mắc về mã cổ phiếu nào hoặc là muốn hỗ trợ cơ cấu danh mục thì có thể liên hệ với số điện thoại Zalo bên dưới, nhắn tin để em hỗ trợ trực tiếp một một cũng như là tham gia với em ở room Super VIP. Rồi, dòng chứng khoán SSI thì trước mắt nó đang gặp cản. Đang gặp cản thì trong 1 đến 3 phiên tới có thể sẽ có một cái sự đột biến. Thị trường nếu như ổn định thì dòng chứng khoán nó sẽ bứt. Khi nào mà thanh khoản trên 800 900 triệu cổ phiếu thì có thể là lúc đó dòng chứng khoán nó sẽ
bật tăng mạnh, tại vì nhà đầu tư sẽ nghĩ là thanh khoản đột biến thì dòng nào sẽ là dòng hưởng lợi, đương nhiên là chứng khoán, thì dòng tiền lúc đó nó sẽ kéo đổ vào dòng chứng khoán. Trước mắt đối với SSI thì mình chờ nó phục hồi về quanh 56, 57. Ở đây có một phiên bán khối lượng lớn thì những phiên sau mình phải nên cẩn thận. Những video trước em cũng đã nói rất là nhiều. Điểm mua thì không có. SSI, VCI. VCI hiện tại đang tạo cái nền khá là tốt. Em đánh giá ở đây cũng ổn nha. Anh chị có thì mình nắm giữ. Thì ở đây nó chỉ là một cái giai đoạn rũ bỏ bình thường, thị trường giảm thì cổ phiếu nó sẽ giảm, khối lượng bé, không có gì là đáng quan ngại. Ở đây dòng tiền cũng chưa có thoát ra như là SSI. Thì con này vẫn còn một trận nữa. Vì nếu như mã này đã bị phân phối xong á, thì nó không giữ giá ở đây cho anh chị đâu. Nhưng mà mình phải chờ gì? Chờ tín hiệu tổ chức nó hấp hàng. Nếu như nó xác nhận, tao sẽ đánh lên vùng 76, tao chấp nhận gom để đánh về 90, thì lúc đó mình tham gia, độ rủi ro nó sẽ thấp. Còn nếu như anh chị đeo bám quá nhiều thì không loại bỏ được trường hợp nó sẽ rủ về đây test thêm một nhịp nữa. Anh chị nhìn con bet nè. Đó, anh chị thấy nè, cái giai đoạn này nè, có phải là liên tục đi ngang tạo nền bứt, nhưng mà ở đây gì? Đeo bám quá nhiều, gặp thị trường chung xấu thì đương nhiên nó phải rủ, rủ sạch rồi tiếp tục tạo nền ở đây. Bật tăng theo sóng dòng của bán lẻ thì hôm nay có dòng bán lẻ có FRT, Masan, BET nó cũng bật tăng khá là ổn, dòng tiền ở đây đẹp, ổn định và có sự cải thiện hơn so với những phiên trước. Phiên hôm nay có thể là một phiên mua đẹp đối với BET vì nó đã bứt ra khỏi được cái vùng nền. Hiện tại thì anh chỉ có hàng chờ nó về 35. Điểm mua thì đã qua rồi. Rồi. Kế tiếp là ORS nha, ORS. ORS hiện tại anh chị thấy nó đang tạo một cái nền 2 phiên, 4 phiên, 6 phiên, 7 phiên. Nền 7 phiên là nền cũng khá là chặt nha anh chị, khá là chặt. Và dòng tiền ở đây như thế nào? Dòng tiền ở đây đã có tham gia và thanh khoản kiệt xuống, chứng tỏ chả còn ai bán. Thì ở những phiên này nó chỉ cần một phiên tiền vào. Cổ phiếu này anh chị có thể thích, thích thì có thể tham gia đánh ngắn T3, T5 chờ về vùng đỉnh cũ quanh 34. 34 cỡ 19-20%. Thì cái điểm mua ORS vùng mua quanh 27.2, vùng chốt lại 33, 32, 33, vùng cắt lỗ thủng 25. Rồi đánh T cộng chấp nhận rủi ro. Rủi ro đây là gì? Nếu như thị trường xấu thì có thể nó sẽ bị điều chỉnh một vài phiên cân bằng rồi lấy tiếp, vì mình không biết trước là thị trường ngày mai sẽ như thế nào. Tuy nhiên ở đây nó cho một cái điểm mua khá là đẹp. Nếu như thích thì có thể tham gia quanh cái vùng này, rủi ro nó sẽ không cao vì ở đây nó đã có một cái vùng nền và chưa chạy nước rút, thì ở đây khả năng là vùng gom của tổ chức. Thì khi mà tổ chức gom mình đi theo dấu chân của tổ chức thì lợi nhuận nó sẽ tốt hơn là khi mình đi theo FOMO từ đám đông. Rồi, dòng chứng khoán kế tiếp là băng chứng thép rồi. Rồi dòng gì nữa? Dòng dầu khí ha, dòng dầu khí có BVS nè. Thì hôm nay dòng dầu khí nó điều chỉnh nhẹ nhàng thôi, không xấu. Nó phải đi ngang điều chỉnh gây chán nản rồi mới có một phiên bất giống như thép á, y chang luôn. Khi mà nhà đầu tư nhỏ lẻ đã chán nản rồi thì đó là lúc mà cổ phiếu dễ bật bật tăng. Thì anh chỉ có thì cứ cầm thôi. Nhưng nếu như khi nào mà đối với BVS thì thủng 26 khối lượng lớn, khối lượng những cái phiên này trên 15 triệu cổ phiếu, ok, nó sẽ bước vào một pha gãy. Còn nếu như không thì khối lượng cạn dần là cái lúc mà mình gom để mà khi mà thị trường ổn định thì dòng dầu khí sẽ là bật tăng mạnh về vùng vùng đỉnh cũ đối với BVS là 30 đến 31. Rồi BSR. BSR thì tiềm năng mã này anh chị cũng có thể theo những cái thông tin đó, thì có thể biết là cái mã này cái sản lượng tồn kho nó còn. Đối với BSR sản lượng tồn kho nó còn, chỉ cần ở giá dầu thế giới nó ổn định và bật tăng mạnh thì đối với những cái doanh nghiệp mà có hàng tồn kho lớn như là BSR thì nó sẽ nhóm này nó sẽ có sự bật tăng mạnh và BSR nó có khả năng là nó sẽ dẫn sóng cùng với BVD. Cái giai đoạn mà đầu năm á, cái dòng thép á, khi mà giá thép liên tục tăng đối với ở bên khu vực Trung Quốc thì cái mã nào hưởng lợi đó là hoa sen.
Vì sao? Hoa Sen và Nam Kim á, nó có một cái lượng tồn kho thép nó lớn, nên là giai đoạn như rồi Nam Kim và Hoa Sen nó chạy khá là mạnh so với HPG. HPG thì cái lượng tồn kho thép của nó không bằng thằng Nam Kim. Nam Kim là tồn kho theo em được biết á, theo em nhớ thì nó là nhiều nhất, rồi tới Hoa Sen, rồi mới tới HPG. Rồi dòng dầu khí còn BVD. BVD thì ở đây nó khỏe hơn so với những mã còn lại. Một cái nến Doji cung cầu gặp nhau chỉ giảm 1,03%. Có hàng cầm, khi nào thủng 28 khối lượng lớn thì bán, còn không thì chờ về đỉnh cũ 33 cỡ 14% từ giá hiện tại. Rồi. Dầu khí, rồi dòng bất động sản. À, trong cái video nhận định ngày hôm qua em có nói với anh chị là dòng bất động sản hiện tại nó đã tăng nóng rồi. Nó đã tăng những phiên trước đó và tin tức nó bung ra để phụ trợ cho việc lên của nó. Thì hôm nay có KDH giảm ngược. Giảm 2,22%, khối lượng ở đây lớn hơn trung bình 20 phiên. Thì những cái nhịp này á, nếu như mà đeo bám nhiều quá thì nó sẽ rũ nha. Nè, đeo bám nhiều quá nó sẽ rũ. Có thể là nó sẽ rũ về vùng 45. Còn nếu như mà tổ chức nó chịu hấp hàng đánh lên đó, thì nó sẽ đi ngang quanh cái vùng này, tiến về 5x trong tương lai. Rồi hôm nay có DIG bật tăng mạnh nha, tại vì cuối tuần này quỹ cơ cấu, nên là có thể những cái giai đoạn này á, là nhà đầu tư họ biết cái tin đó nên là họ đổ tiền, chứ thực chất thì khối lượng ở đây nó cũng không có quá lớn nha. Những khối lượng giao dịch chỉ có 5 triệu thì tổ chức nó ít gom. Nó gom á, phải là những cái phiên khối lượng ở đây nè trên 10 triệu cổ phiếu thì ok mình mới biết là có xác nhận gom của tổ chức. Còn những cái phiên này tăng mà mở gap thì nó cũng hơi rủi ro, và nó có một cái vùng nền này cũng chưa đủ chặt để mà chạy nhanh chạy xa, cao lắm thì có thể là về 80 rồi sau đó sẽ tiếp tục tạo một cái nền nữa. Vì trước đó giai đoạn trước đó nè, anh chị thấy à, nó phải tạo cái nền từ 16 tháng 8 tới 12 tháng 10, gần 2 tháng rồi mới mới có một cái chu kỳ chạy sóng, thì ở đây cũng vậy, phải tích lũy ở đây rồi mới có một cái chu kỳ chạy sóng mới. Thì những cái doanh nghiệp nào mà có những cái khu vực đất càng nhiều thì đương nhiên á, là nó sẽ hưởng lợi lớn. Giống như là gần đây á, mới hôm qua thì Tân Hoàng Minh nó vừa đấu trúng thầu ở khu vực Thủ Thiêm với gần 2 tỷ, 2 tỷ mấy, em nhớ không lầm là 2 tỷ mấy một mét vuông nha, là khu vực giá đất mà gần như là đắt nhất thế giới. Thì sau đó thì những nhóm cổ phiếu dòng bất động sản nó bật tăng mạnh. Thì những cái tin đó đó nó ra để làm gì? Để cố tình cho nhà đầu tư FOMO. Quan điểm của em á thì thường em sẽ không đánh theo tin, và mình sẽ đánh trước tin. À, mình sẽ đánh trước tin. Còn mã nào có câu chuyện trước tin, anh chị tò mò thì có thể liên hệ với em để vào room mình cập nhật những cái khuyến nghị cũng như là cập nhật những cái tin tức mới về cái mã đó. Rồi DIG, KDH, rồi Nam Long. Nam Long thì hôm nay chỉ là một phiên cho nhà đầu tư chốt lãi thôi, nó đậu neo giá ở đây, khối lượng tổ chức em nghĩ là nó hấp hàng ở đây nè, tổ chức nó hấp hàng ở đây để đi ngang và một vài phiên rồi nó sẽ bứt tiếp, có thì nắm giữ. Bởi vì sao? Tại vì tổ chức nó vào phiên ngày 13 tháng 12 thì không thể nào ngày 14 nó bán ra được cho anh chị á. Nó vào 13 không thể nào mà nó thoát ra phiên hôm sau được. Nếu như nó trading nhiều thì nó lỗ phí, và cái mức độ sinh lợi của nó chẳng cao. Chỉ có chẳng lẽ tăng chừng một phiên cái nó thoát ra. Không, tổ chức nó thường nó sẽ ăn từ 30 đến 50%, ít nhất nha, là 30%. Khi mà thị trường xấu á, thì nó phải thoát, còn nếu không thì thường nó sẽ là trên 50% đối với những cái nhóm mà có dòng tiền lớn tham gia nha. Anh chị nhìn cái giai đoạn phía trước nè, đối với con Nam Long á, thì á, nó đánh khá là khó chịu khi mà liên tục nền chồng nền. Nền 1, nền 2, nền 3. Rồi khi mà tạo ba nền thì mới bắt đầu chậu chạy vào một pha nước rút. Ở đây nè có một cây xác nhận tiền vào ở đây, thì những cái phiên này, những cái phiên rũ bỏ gây chán nản và thay máu và cứ túc tắc tăng. Đây dòng tiền nó đổ từ từ nhưng lớn hơn trung bình 20 phiên và túc tắc kéo dài, kéo kéo tăng từ vùng 38 cũng 50 60%. Thì đó, thì có thể là nó sẽ đi ngang một vài phiên ở đây và mới đánh lên, chứ em nghĩ là để mà chạy nước rút luôn thì chưa chưa thể vào cái pha chạy nước rút đối với Nam Long. Rồi bất động sản khu công nghiệp, bất động sản khu công nghiệp thì có KBC.
KBC hiện tại là vẫn đang tạo nền. Ở đây điểm mua thì chưa có, tại vì đây chỉ có 2-3 phiên thôi và chưa leo quá. Nếu như thị trường giảm 10-20 điểm thì KBC về 47. Tại vì đặc tính của căn KBC rất là nhạy so với thị trường. Thị trường tăng thì nó tăng không bao nhiêu, còn thị trường chỉnh thì nó chỉnh rất là mạnh. Mạnh giống như giai đoạn này nè, nó chỉnh rất là mạnh. Khi mà thị trường tăng thì nó chỉnh. Đó. Thì đối với mã này có thì mình cầm target trước mắt là cho về 60. Điểm mua thì không có. ETA. ETA này nó vào form chạy nước rút rồi nha. Thì nếu như mua thì rủi ro nó sẽ cao. Nó đã chạy x2, x3 rồi thì mua những cái phiên này độ an toàn không 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 có thì mình tham khảo thôi. Tăng liên tục mở gap thì hàng về T3 khó nói trước là có lãi hay không. Thì những cái phiên này là những cái phiên bán rồi nè. Nó ra hàng dừng là những cái phiên sau chứ là những cái phiên phân phối thôi. À, anh chị nhìn TGG. Em lấy ví dụ cho những cái phiên này nó cứ tăng chừng 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 mở mắt là chừng nhà đầu tư thích quá mua. Mua cứ mở mắt là mua trung bình giá gom thêm rồi đến khi mà không bứt được nữa là những cái phiên này tổ chức nó đã phân phối hết cho nhà đầu tư nhỏ lẻ rồi thì giảm mười mấy phiên sàn không cho nhà đầu tư thoát ra, và khi nó mười mấy phiên sàn nó phải đi ngang có thể là mấy năm rồi mới mới có một cái sự bứt tăng mạnh trở lại, và cái khi nào tăng mạnh thì mình vẫn không biết nha. Giống cái giai đoạn trước nó phải đi ngang tầm 2 đến 3 năm mới có một chu kỳ chạy X8 tài khoản. Nó là những cái mã nào mà có độ rủi ro cao thì không phù hợp với phương pháp đầu tư cũng như là hệ thống khách hàng. Vì khách hàng bên mình, bên check thì họ thường sẽ có vốn lớn nên là những cái mã này ra vào nó khó nên là sẽ không khuyến nghị. Chỉ khuyến nghị những cái nhóm nào mà vừa size kích cỡ của thanh khoản nó ra vào nó sẽ dễ. Còn những cái mã thanh khoản béo á, thì thôi mình không có khuyến nghị để mà tránh khách hàng lỗ nặng. Rồi kế tiếp là dòng đầu tư công, thì đầu tư công bữa giờ nó cũng đã chạy sóng rồi, thì những cái phiên này những cái phiên giảm điều chỉnh thay máu bình thường thôi không xấu, tăng thì phải giảm nhưng mà xu hướng là vẫn là xu hướng tăng thì có hàng nắm giữ, điểm mua chưa có. À nếu như khi nào mình mua khi nào mà cổ phiếu có một thêm một cái dấu ấn đối với ví dụ như là C4G có một dấu ấn dòng tiền thực sự mạnh hay một phiên nữa nè tầm trên 4 triệu cổ phiếu thì có thể mình tham gia, và nó phải bứt khỏi cái vùng trên line vẽ nha, bứt khỏi này thì nó vào form chạy nước rút. Còn nếu như mà không có nha, không có tín hiệu đó mà anh chị vào thì hàng về là cắt lỗ G36. Thì G36 khối lượng bán này khá là lớn nè, anh chị nhìn G36 nó giống như KBC, nó liên tục tăng 3 phiên ở đây và tạo nền chưa vững đeo bám nhiều thì phải rủ rủ ở đây 7% khá là gắt nha. Ai đu những cái này là hàng về là phải cắt lỗ liền luôn á. Thì đối với G36 á, mình có hàng mình giữ, nếu như mình mua giá cao á thì mình theo quy tắc á 4% hạ 1/2, 7% mà hết. Còn nếu như mình có cái vùng giá dưới đây thì ok mình cứ giữ thoải mái, thì vì xu hướng nó xuống tăng, điểm mua thì không có. Rồi. FCN. FCN thì vào pha chạy nó rút rồi nha anh chị. Thì nó chạy từ 16 lên 26, 10 giá rồi. Mua gì nữa? Mua này khó nói trước nên là thôi, mình tham khảo thôi. Những cái phiên này cũng khối lượng dao động lớn quá thì mình không biết được. Nhà đầu tư thấy FCN đầu tư công nó tăng trần thì đổ tiền qua G36, C4G, nhưng mà dòng tiền nó chỉ như thế nào? Chỉ đánh một vài mã có câu chuyện trong cái dòng đó chứ nó không kéo hết. Vì tiền nó có hạn, nó không kéo hết. Thì đối với FCN target cho nó là về 28 và có thể về 3x nha. Cái mã này nó có câu chuyện về ít nhất là 3x về những cái dự án đó, cuối năm đầu tư công FCN, FCM. Rồi kế tiếp là BLC em có cho room hệ thống Super VIP gom ở cái phiên này nè, cái cây này nè, cái cây nổ thanh khoản này nè, là nhờ một cái phiên mua đẹp nha. Theo phân tích đó, thì đây mua đẹp thì cái phiên này chỉ là một cái phiên gì rũ bỏ rồi, thay máu ai muốn bán thì bán, tổ chức nó hấp lại rút chân, đây là đỡ giá, được đỡ giá thì tổ chức nó hấp lại và đánh bất định. À, điểm mua này là điểm mua đầu tiên nha đối với room hệ thống khách hàng em. Còn điểm mua thứ hai là khi nào? Khi nó bật khỏi cái vùng cản chéo 45 và dòng tiền đổ mạnh thêm một cây cỡ trên 1 triệu cổ phiếu thì ok, điểm mua đó là điểm mua dài. Còn hiện tại có hàng thì mình giữ được, không xấu, mã này không xấu. Em nghĩ là nó sẽ tạo nền ở đây vài phiên rồi sẽ bước tiếp thôi. Nếu mà anh chị có cầm BLC thì target trước mắt là về 48 đến 50 nha. Mã này nó cũng đã có một cái nền sao quay tích lũy khá là ổn.
tiềm năng dư địa của nó khá là lớn vì nó thầu các dự án đầu tư công về trái nhựa đường, nên là doanh thu cũng như lợi nhuận của nó chưa được công bố. Tuy nhiên, nếu như anh chị cũng biết về các gói tài chính khi mà Thủ tướng yêu cầu giải ngân gấp về dự án đầu tư công để mà thu hút đối ngoại, thì những cái doanh nghiệp về đầu tư công, bất động sản, xây dựng vật liệu sẽ lên ngôi trong cuối quý quý 4 2021 và đầu quý 1 2022. Rồi, vậy là C. KFB nha. KFB thì hôm nay phiên điều chỉnh nhẹ nhàng bình thường thôi, khi nào mình mua đủ ý á. Nhưng mà cái video hôm qua em có nói là KFB hiện tại đang gặp cái cản chéo nè. Điểm mua thì không có. À, điểm mua ngay cản chéo thì không có. Nó phải đi ngang tích lũy đây một vài phiên nữa. Vài phiên khối lượng cạn xuống thì ok, anh chị mua. Và có một cái phiên dòng tiền bứt phá mạnh thì cái đó là điểm mua thứ hai. Còn room, em có cho room hệ thống khách hàng đó, họ gom từ quanh dưới đây nè, quanh 36 37 nè, hiện tại là cũng lãi trên 5-6% thì cái phiên này chỉ là phiên điều chỉnh bình thường, không xấu đâu. Vì nó gặp cản chéo đương nhiên nó phải test lại. Vẫn đang trong biên độ dao động hay không lỏng thì mình có hàng mình nắm giữ và chờ một cái phiên gió đông về. BCC. BCC thì hiện tại về cái nền của nó có thể là nó sẽ nhúng về quanh 25 rồi giật ngược rút chân nến lên. Ở đây nó có gì? Một lần test đỉnh, hai lần, ba lần test đỉnh không được thì em nghĩ là nó sẽ có, nó sẽ rủ về quanh 25 hoặc là 24 ở đây nè, rồi bật tăng ngược lại. Khối lượng đây cũng bán lớn, chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là nhỏ lẻ đu bám nhiều và tổ chức có thể là nó thả trận, nên là những cái mã nào mà đã có ba lần test đỉnh thì mình nên cân nhắc có nắm giữ hay không. Quá tam ba bậc mà chỉ có anh chị nào mua đủ trên đây thì mới lỗ nặng thôi. Đối với mã BCC thì em không có cho room hệ thống khách hàng mua vì mình đang tập trung vào BLC, KSB, HT1. HT1 hôm nay á, mở gap đạp luôn và khối lượng này bán là khối lượng lớn hơn trung bình 20 phiên nha. Thì về một số tin tức như là các vật liệu xây dựng, giá than hay là cái gì đó ở khu vực Trung Quốc hoặc là những khu vực khác á, thì nó giảm, thành ra những cái mã này bị ảnh hưởng điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên anh chị nhìn nè, trên xu hướng đó là gì, là xu hướng tăng, thì những cái nhịp chạm về cái đường xu hướng này sẽ có xu hướng là bứt tăng ngược lại. Thì hôm nay nó đã chạm về cái vùng nền cũng như là cái vùng trendline rồi, thì kỳ vọng 1 đến 3 phiên tới sẽ có sự phục hồi lấp cái gap này, có thì mình nắm giữ. À, có thì mình nắm giữ đó. Còn điểm mua thì nếu mà chấp nhận rủi ro thì mình có thể mình gom dần ở quanh 23 23 vì cái mã này nó còn dư địa cho cuối năm vì vật liệu xây dựng, giá vật liệu xây dựng tăng, và khi mà các công trình dự án đầu tư công được thi công á, thì những cái vật doanh nghiệp này sẽ ổn định, sẽ có một cái mức doanh thu khá là ổn. Rồi bây giờ sẽ là phần trả lời những cái câu hỏi trong room khách hàng. Thì hiện tại em đang có hai room. Room thứ nhất là room cũng cũ rồi, thì gần 1.000 thành viên, cái số đây nó bị lỗi. Thì nếu như anh chị muốn tham gia thì có thể, em có để đường link tham gia cái room ở dưới á. Nếu như cái room này full nó thì anh chị tham gia cái room ở dưới là room mới mới tạo, thì em sẽ hỗ trợ hai room luôn. Rồi đầu tiên nè, giải đáp về câu hỏi của anh HMN CRE, nhận định CRE. CRE hiện tại dòng bất động sản nó có sự phân hóa, thành ra là không phải mã nào cũng tăng. Nhà đầu tư mua thấy mã này tăng mua thì nó phải rủ. CRE mình nâng chặn lãi 36, khi nào mà thủng 36 á, khối lượng lớn á, thì khả năng cao nó sẽ về 30 test lại. Có thì mình nắm giữ vẫn ổn, không xấu đâu, nó đang tạo nền mà, không xấu đâu. BID. BID là một cái ngân hàng nội địa, thì cái đặc tính của những ngân hàng nội địa BID, CTG nó chậm, nó không như là những cái doanh nghiệp, những cái ngân hàng nước ngoài như là Techcombank, nó khá là chậm. Thì thường BID nó được dùng là thao túng chỉ số thôi. Ở đây nó có gap thì ngày mai khả năng nó về quanh 44 lắp gap rồi biến động hẹp đi ngang, rồi khi nào mà dòng băng chạy sóng thì con BID nó sẽ bật tăng. Ở đây biên độ của nó, cái nền nó hơi hơi lỏng lẻo, nguyên cái nền lớn của nó nè hơi lỏng lẻo, thì mình không có kỳ vọng được nhiều trước mắt á. Có hàng mình giữ, còn điểm mua thì không còn.
khi nào thủng thủng 44 khối lượng lớn nha thì mình phải bán, còn không thì mình cứ cầm thôi. DCM, DCM cái dòng đạm trong cái video hôm qua em có nói là sẽ có sự bật tăng, bởi vì sao? Bởi vì có một lần test đáy, hai lần test đáy thì sẽ có xu hướng gì bật tăng, tuy nhiên nó về vùng cái cản chéo là không bứt được thì khả năng diễn sẽ đi ngang sẽ quay đây một thời gian rồi bước tiếp. Còn nếu video bám nhiều nó phải test thêm một lần thứ ba nữa là mô hình ba đáy. Khối lượng đây có sự tham gia của những tổ chức, em nghĩ là vậy, tại vì 6 triệu cổ phiếu thanh khoản nó cao hơn trung bình 20 phiên thì có hàng nắm giữ, điểm mua không còn. Target trước mắt nếu mà thị trường ổn định thì sẽ về 40, tốt thì về 41, tốt thì về 44 nha, tốt thì về 44. Còn điểm bán thì nếu như mình mua những cái đoạn dưới đây á thì mình cứ giữ, còn mua trên vên quá thì nếu như theo quy tắc 4% hạ 1/2, 7% hạ hết. Thì nếu như mà nó thủng luôn nha, cái đáy thứ ba mà test thất bại mà thủng khối lượng lớn ở 36 nè thì mình phải thoát sớm, vì cái dòng này đầu năm giờ nó cũng tăng khá là gắt rồi, thì đeo bám nhiều thì dễ bị rủ. DCM, DBM, DBM thì nó cũng giống như là DCM thôi, cũng là mô hình hai đáy và có một phiên dòng tiền vào nè, có thể là nó sẽ đi ngang một vài phiên giống DCM, không có nhiều đột biến lắm. Có hàng mình cầm target trước mắt á, em nghĩ là về được 54, 55. Còn khi nào mình bán khi mà thủng luôn, thủng 48 là điểm bán một nè, còn thủng 44 luôn là mình phải bán hết, tại vì nếu như không bán thì nó khả năng thì nó sẽ về quanh cái nền cứng của nó dưới đây là 34, là giảm trên 20%. Rồi TTH Studio, anh Tuấn. TTH thì mã này nó bao cung làm giá quá. Bao cung làm giá là gì? Có nghĩa là đánh nó cứ liên tục kéo nhả trong phiên này. Sáng kéo, chiều đạp sáng kéo, thì những mã này mình không phân tích nó cũng như là không có phù hợp với cái quan điểm đầu tư. Mình không biết được tổ chức họ làm gì. Nếu như có hàng thì mình nâng chặn lãi, thủng 7.5 thì hạ, còn không thì chờ về chính. Những cái đây là phiên bán khối lượng lớn thì không có biết được nha. Mã này không phù hợp quan điểm, cũng không đánh giá được, nhưng mà trên xu hướng của nó vẫn là trên tăng. Khi nào mà nó gãy trên á, nó gãy 7.5 thì anh cân nhắc anh hạ. CDO, CDO thì con này với cái con nãy chắc cùng một tổ chức quá, vì cách đánh cũng khá là giống nhau. Hiện tại thì điểm mua không còn, cắt lỗ khi mà thủng 7 7 khối lượng lớn thì mình cắt, còn không thì trước mắt thì mình chờ về 10. ABS, ABS hôm nay bị bán khối lượng lớn nha, cái phiên này phiên đạp của tổ chức nè, thì em nghĩ là nó sẽ về dưới đây nè. ABS về 24, ở đây giai đoạn này nó đang hình thành cái gì, mô hình vai đầu vai thuận đó. Đầu nè, vai nè, vai trái, vai phải nè. Nó giống như nam kim á, nó giống như nam kim á, đầu vai trái nè, vai phải nè, đó gãy. Thì đối với mã ABS nên nên hạ nha, nên hạ nha, nó là gãy nền rồi. Hôm nay là phiên hạ thủng 37 là phải hạ rồi chứ không phải tới bây giờ đâu. Bây giờ thì nó hơi dở, nếu như mình phải quan sát phiên ngày mai, nếu như có sự phục hồi á, bật tăng ngược về 41 thì mình hạ, còn nếu như nó cắm đầu luôn á thì phải hạ càng sớm càng tốt nha, tránh trường hợp nó quay đầu về 24 lỗ rất là nặng. Giai đoạn này nó đã phân phối rồi, nó chạy hết rồi, những phiên này những phiên quá mua rồi. Rồi à, em cảm ơn chị Uyên. Rồi BSR, BSR thì cũng có nói trong cái đầu phiên á, mình có thể mình xem lại nha, mã này có mình nắm giữ, chờ trước mắt về 24. Rồi máy em hơi chậm xíu, anh chị thông cảm. Anh chị nhớ like, đăng ký kênh để mà nhận những cái video mới nhất nha. Mã nào lướt sóng ngắn và trung hạn thì anh có thể liên hệ với em vào room để mà em thông báo những cái điểm mua phù hợp trong phiên. Rồi ban chị Ngọc, ban nó thì hiện tại em nghĩ là nó đang tạo cái mẫu hình vai đầu vai thuận á,
đầu, vai trái, vai phải, giống như con ABS lúc nãy em vừa mới phân tích. Thì vùng nền của nó nếu như thủng 36 thì phải hạ nha, còn không thì nó sẽ về dưới đây nữa. Giam nhà đầu tư về dưới vùng 30 luôn, để mua không còn nha. Nên hạ khá xấu. Còn nếu như nó không thủng á, nó tiếp tục đi ngang ở đây thì mình chờ một cái phiên dòng tiền trở lại thôi. Rồi MBS và FPS. MBS á, thì phiên ngày hôm nay là khi mà nó về quanh cái vùng kháng cự cũ nè, nhà đầu tư đây họ vốn mà họ bán ra. Trước mắt thì vẫn chờ xem thị trường tín hiệu của dòng này nó như thế nào. Em nghĩ là nó sẽ đi ngang ở đây một vài phiên rồi bước tiếp. Còn mà bước luôn thì phải hạ nha. Nếu bước luôn thì phải hạ. Tại vì khi mà bước luôn á thì nó không có nền đỡ giá, thì không có nền đỡ giá thì đương nhiên là đi sẽ không xa. Điểm mua không còn. Rồi. SBS. SBS thì đối với ai còn cầm ở này thì mình có thể cầm. Em nghĩ là không 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 quá xấu đâu. Khi nào mà nó thủng, cái đặc tính con này là hay kéo chân, đó là gì, đạp xong mà kéo lên, đạp xong mà kéo lên, thì khi nào mà thủng 10, 15, 16 đi, thủng 16 có lượng lớn thì mình hạ. Ở đây giai đoạn phiên rũ bỏ thôi. Trước mắt thì mình chờ nó về 21 theo dọc, 21, 22 theo dọc. Điểm mua thì không có nha, điểm mua không có. BIDVD này em có phân tích rồi. BSI. Thường những cái mã chị đưa nó hơi lạ. Thì đối với BSI nó cũng giống như FPS á, nó cũng đang tạo một cái nền thôi, tạo một cái nền cũng được 6 phiên rồi. Mình chờ một cái phiên dòng tiền vào. Còn nếu như mà tích lũy lâu quá nha, tích lũy lâu quá thì nó sẽ rủ nha, lâu quá giống như giai đoạn này, tích lũy lâu quá mà không đi được á, không đi được xa để bám nhiều nó phải rủ. Có hàng mình cầm, điểm mua không có. Và những cái mã này thanh khoản béo á, không phù hợp, nên là không phù hợp với cái hệ thống của em, nên là em sẽ không khuyến nghị khách hàng. Rồi ITD, ITD, ITD thì những cái mã này nó hơi bỏ cung. Có nghĩa là gì, bỏ cung là gì, bỏ cung là nó giao dịch mà không thấy thanh khoản luôn nè. Có nghĩa là những cổ phiếu này cô đặc quá, nhà đầu tư nhỏ lẻ ít nắm, thường những cái tổ chức lớn họ sẽ nắm. Đối với ITD á, thì mình chờ nó về 3, 24, 25 mình hạ nha. Điểm mua không có. Khi nào mình cắt, cắt khi nào mà nó thủng được, nó thủng 16, thủng 17 đi. Thủng 17 đi nè, cái vùng này nè. Thủng luôn, có lượng lớn á. Mới có lượng trên 700, 800 nghìn cổ phiếu thì mình hạ. Còn không thì mình chờ về đỉnh cũ. Khi mà nó về đây nó có gì? Một lần test đỉnh nè. Hai lần test đỉnh thì cổ phiếu nó sẽ giảm. Còn nếu như ba lần mà test đỉnh không thành công á, thì nó sẽ vào một cái xu hướng downtrend nha. Rồi HCM, HCM, SSI, SHS thì HCM, à mình đi trước về HCM nha. HCM thì hiện tại nó hôm nay nó bật tăng ổn hơn so với những cái mã khác. Trước mắt là chờ về đỉnh cũ 48, khối lượng đây cũng cải thiện hơn so với những phiên trước, nhưng mà chưa có một cái phiên gọi là thật sự tin tưởng. Ở đây bị bán khối lượng lớn quá thì mình không biết được, thì mình phải chờ thôi. Điểm mua thì không có, rủi ro nó cũng cao. Thì khi nào hạ, hạ khi nào mà nó thủng 42, thủng 42 thì chị nên hạ, còn không mình cứ cầm chờ về đỉnh cũ 40, 48, 49. SSI, SSI thì đầu video em có phân tích rồi, chị thông cảm. Rồi SHS, SHS thì nó cũng đang tạo nền thôi, không biến động gì quá nhiều. Thì em đang chờ cái dòng chứng khoán tạo nền vài phiên nữa và khối lượng kiệt. Khi mà xuất hiện dòng tiền thì có thể cho hệ thống bắt đầu chú ý lại với cái dòng này. Có hàng nắm giữ, điểm mua thì chưa xuất hiện. Nó phải khối lượng phải có một phiên khối lượng đột biến và bứt bứt được cái vùng cản này nè, 55, 56 nè, thì mới chứng tỏ là tổ chức chịu đánh lên nha. Còn nếu như ở đây mà đi lâu quá mà đeo bám nhiều á, thì nó sẽ rủ, giống cái giai đoạn trước đó nè, đeo bám quá nhiều tạo nền từ 23 tháng 8 tới 24 tháng 9 luôn mà không bứt được thì nó sẽ rủ đó, nên là chị cũng tránh FOMO nha.
HCM, VCG. HCM em vừa phân tích đó, anh có thể lướt lại nha. VCG, VCG thì nó có một lần test đỉnh không thành công anh nè. Chờ giờ đây nếu mà test đỉnh không thành công nữa là mô hình hai đỉnh thì nó sẽ giảm xong. Mã này thì hơi làm giá quá. Đánh mà kéo chân kéo sàn cổ phiếu cô đặc như này thì rất là khó phân tích, thì quan điểm của em thì không tham gia những cái mã này. Anh chị cũng cân nhắc vì độ rủi ro nó cao. Khi nào mà nó thủng 44 thì hạ, thủng 44 khối lượng lớn thì anh chị hạ nè. Rồi. Khối lượng này bị bán lớn nè, cũng nên cẩn trọng nha. Rồi, đó là những câu hỏi của anh chị trong hệ thống room khách hàng của em. Anh chị ở trong room cộng đồng của em. Nếu như anh chị muốn vào room hệ thống Super VIP để mà mình được những cái điểm mua an toàn cũng như là phù hợp trong phiên giao dịch thì có thể liên hệ với em ở số điện thoại Zalo bên dưới. Còn anh chị muốn tham gia room cộng đồng, lâu lâu em vẫn sẽ hỗ trợ và tặng anh chị những anh chị ở room cộng đồng một vài mã. Thì em có sẽ để em sẽ để đường link bên dưới cho anh chị. Chúc anh chị một buổi tối tốt lành sau một ngày mệt mỏi. Cảm ơn anh chị đã xem. Anh chị nhớ đăng ký kênh và like, yêu thích cái video này cho em có thêm một cái động lực để mà hỗ trợ anh chị cũng như là ra thêm nhiều video về thị trường. Dạ, cảm ơn anh chị đã xem.